sẽ không hề đói. Ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ. Kính thưa cộng đoàn, đói, khát là nhu cầu của bản năng con người của chúng ta. Mà con người của chúng ta có cả thể xác, thể lý và có cả tâm hồn. Vậy thì nó cũng có cái đói, cái khát của thể lý, thể xác và có cái đói, cái khát của tâm hồn. Nhân loại chúng ta từ xưa đến nay đã bị ám ảnh rất nhiều và cách đặc biệt trong thời gian vừa qua. Và bất cứ ở đâu, nơi những con người nào mà bị áp lực nặng nề hay là bị chi phối bởi cuộc sống tài thế này và kết thúc cuộc đời với cái chết, chấm hết, thì cái đói, cái khát thể lý này trở thành cái mục tiêu để họ phấn đấu, để họ cố gắng suốt một đời. Tôi nói thí dụ vắn tắt đơn giản thế này. Giai đoạn đầu của con người của chúng ta thì ông bà mình nói là mong sao cho được ăn no mặc ấm. Đó là mấy cấp độ 1. Ăn no mặc ấm rồi chưa thỏa mãn. Cấp độ 2, ăn ngon mặc đẹp, nhu cầu và cần phải thỏa mãn cái nhu cầu đó mỗi ngày một phát triển, một gia tăng đến độ thăng hoa. Giai đoạn 2 còn chưa xong. Tôi thêm giai đoạn 3 nữa là ăn sung mặc sướng. Và chưa hết, thời gian vừa rồi khi cái mức sống của người Việt Nam một phần nào đó đang phát triển thì có một số người đã đi theo một cấp độ khác cao hơn, cấp độ 4. Đó là cái gì? Ăn kiêng mặc mốt, có đúng không? Đúng vậy không? Còn thời đại Covid này thì ăn cái gì, mặc cái gì? Tôi không biết. Nhưng mà tôi nghĩ rằng ăn gì mặc gì không biết. Nhưng mà tất cả hầu hết cộng đồng nhân loại trong thế giới ngày hôm nay đang lo lắng một điều là ăn mặc gì không quan trọng. Cho bằng làm sao tôi phải bảo đảm được cái sự sống thể lý này của tôi này, để đừng lây nhiễm con virus đó, để không phải chết. Là cái điều quan trọng là không nhiễm và không chết. Thế nhưng đó có phải là tất cả con người của chúng ta đâu. Nếu thể xác này nó có cái nhu cầu đói khát như thế thì cái tâm hồn của chúng ta cũng phải có một cái nhu cầu đói khát như thế và hơn thế nữa. Bởi vì sống trong cuộc đời không chỉ là cơm ăn và áo mặc, cuộc đời còn có cả những cái gì khác nữa kia, hơn cả cái ăn và cái mặc nữa kia. Cái đó là cái gì chúng ta đều biết, nhất là những người có đức tin như chúng ta càng biết hơn nữa. Trong cuộc sống không chỉ là ăn và mặc, mà ăn có mặc cho lắm cuối cùng cũng chết thôi mà chấm hết. Cuộc đời còn có cả tình yêu, còn có cả hạnh phúc, còn có cả tương quan, còn có cả những trăn trở để mình sống sao cho nó phù hợp với chân thiện mỹ. Người Do Thái hôm nay cũng đã trăn trở khắc khoải như thế, nhưng mà khởi đầu bằng cái chỗ họ đói, họ khát. Cha ông họ đã ăn manna trong sa mạc là chết, họ rồi cũng sẽ chết thôi. Hôm nay họ gặp một con người mang tên Giêsu Đức Kitô, đó họ hỏi ông có dấu lạ gì ông chứng tỏ cho chúng tôi? Ông hãy bán cho tôi cái thứ gì mà tôi ăn không hề chết, không phải đói nữa. Tôi uống cái thứ gì mà có khát cũng không hề phải đói, khát bao giờ nữa. Ngài khẳng định, tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi sẽ không hề đói và ai tin vào tôi sẽ không hề khát bao giờ. Vấn đề các anh có tin điều đó không? Chúng ta đang sống trong một niềm phục sinh. Ở trong giai đoạn đại dịch của giáo hội và của thế giới, hơn lúc nào hết lúc này chúng ta cần phải làm sống lại ở trong chúng ta cái sức sống mới về cái ơn gọi mà Thiên Chúa khi tạo dựng nên con người. Chúa đã tạo dựng con người chúng ta giống hình ảnh Chúa. Giống hình ảnh Chúa không chỉ là có cái thể xác này thôi, mà còn có cái gì cao hơn nhiều, đẹp hơn nhiều, lớn hơn nhiều cái thể xác này. Biết bao nhiêu con người đã bị tàn phá vì cái thân xác này. Bởi vì để thỏa mãn những cái nhu cầu của thân xác này, người ta đã thực hiện bất chấp tất cả luân lý đạo đức, kể cả tham nhũng hối lộ, bất công chèn ép ức hiếp mọi người để làm sao thỏa mãn con người này. Nó tóm lại là con người ích kỷ, chỉ biết mình và biết rằng chỉ cái chết là chấm hết. Không phải thế, không phải thế. Chúng ta phải xin Chúa cho cái sức sống mới của đấng phục sinh mà chúng ta đang cử hành trong cái mùa phục sinh này làm mới lại cái niềm tin của chúng ta. Bằng nếu không, chúng ta sẽ bị vùi dập bởi những trăn trở lo toan về cơm áo gạo tiền như đã từng xưa nay. Cơn đại dịch này hy vọng là một cơ hội tốt để cho chúng ta làm sống lại đức tin đó, sự sống mới đó. Nếu
Có một lần tôi đã chia sẻ, nếu nhân loại này, thế giới này và giữa cuộc đời này có cái gì đó, có ai đó có thể đem lại một sự sống mới, hạnh phúc, bình an cho con người, cho nhân loại, thì Thiên Chúa không hà cớ gì phải hy sinh con một yêu dấu của Ngài chết tất tội như thế ở trên thánh giá để mang lại cho con người đâu. Vì bất lực bó tay. Và Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta đến cùng, mà tôi nói là không những đến cùng mà điên khùng nữa. Ngài đã hy sinh con một của Ngài cho chúng ta có được cái sự sống mới đó, để không hề đói và khát bao giờ. Lạy Mẹ Trời Kiều, trong năm thánh của Giáo phận Đà Nẵng chúng con, Mẹ là Nữ Vương ban sự bình an, xin cầu cho hội thánh, cho thế giới, cho đất nước quê hương Việt Nam, cho Giáo phận Đà Nẵng, cho mỗi gia đình và từng người trong chúng con trong mùa phục sinh này. Amen.